Rồi tới cái bài thứ 16, nó nói thẳng về thiền định. Phật ngôn, nhân hoài á dục, bất kiến đạo giả, thí như trình thủy, chí thủ, giáo chi, chúng nhân cộng lâm, vô hữu đổ thì ảnh giả, nhân dĩ á dục, giao phố, tâm trung, độc hưng, cố bất kiến đạo, nhữ đẳng sa môn, đương xả á dục cấu tạng, đạo đã kiến hỷ. À, cái bài này mới nói chánh cống về thiền định đây. Bài thứ 16, Phật nói, người mà ôm ấp cái ái dục, tức là trong lòng mình cứ ôm ấp cái ái dục, thì không có thể mà thấy đạo được. Tại sao? Đây ví dụ, cũng như người mà lấm nước cho nó trong. Mà khi mà mới lấm, cứ lấy tay quậy hoài, thì những người khác đến mà nhìn mặt mình ở trong cái luồng nước đó, họ không có thấy bóng mà họ. Là cái ví dụ này rõ ràng, như mấy cô mà bút nước giếng bên này nó đựng đó, nó về đổ cho luôn, nó vô trong cái đi rồi. Rồi mấy cô nói lắm nhưng mà mới để trước kia lấy tay quậy hoài, rồi biểu kêu người khác lại dòm tẩm rồi thấy bóng không? Chứ không thấy nổi rồi, phải không? Bây giờ lại muốn thấy lại sao? Rồi đây Phật nói, nhân dĩ ái dục giao thố, tâm trung trật hưng. Đó là người do cái ái dục tức là cái yêu mến mà tôi nói đó, yêu mến mình, tức là yêu mến cái bản ngã mình, rồi yêu mến những cái xung quanh, rồi đối với ngũ dục mình có tham luyến nữa. Rồi hai cái là do ái nè với dục đó, nó giao thố, tức là nó lẫn lộn với nhau hoài. Cho nên trong tâm cái phiền não ô tập trong tâm nó nổi dậy mãi, cho nên họ không thấy đạo, tức là họ không ngộ được đạo, không thấy được đạo. Đây Phật mới dạy, nhữ đẳng sa môn, này hết thải các sa môn, hay là sa môn các ngươi, phải bỏ cái ái, cái dục, mà ái dục mà bỏ hết rồi, thì đạo mình mới có thể thấy được vậy, mới thấy được đạo vậy. Chứ còn nếu mà còn ôm ấp cái ái dục, thì không bao giờ thấy được đạo. Cho nên, ở đây thì chỉ nói có trường hợp là mình lớn nước, chưa trong, mà mình cứ quậy lên hoài, thì người ta đến lại không thấy được, không thấy mặt người ta. À, nếu bây giờ mấy cô chịu khó lắm mà đừng có quậy, thì chừng nó trong rồi người ta tới, ta nhìn vô thấy mặt hay thấy bóng hay không. Thì đó, nghĩa là thì nước, cái nước đó là thí dụ cho cái tâm của mình. Nói tâm mình thì do ái dục mà nó cứ tham sân si mới giấy khởi hoài. Cho nên mình muốn thấy đạo, thấy tất cả cái sự thật của vũ trụ mình không thấy được. Bây giờ đây mà muốn cho mình thấy được thì tâm mình cho nó lặng xuống, cho nên nó hồ tâm mình đã lắng lặng rồi thì mọi cái ảnh tượng bên ngoài hiện vô, cái gì nó cũng hiện rõ ràng hết. Còn nếu mà nó mới vừa hơi lặng chút cái này giấy khởi, lặng chút giấy khởi, cái gì cái hồ nước mà mình mới vừa để ngưng có 5 phút mình quậy, 5 phút mình quậy thì làm sao, phải không? Cho nên tôi mới khuyên rằng mấy cô ráng tu bằng cách là ở nhà một mình lặng lẽ để cho hồ tâm nó lặng xuống, chứ còn này quá trời lấy khách hàng hay lấy người kia nó chuyện hoài thì hồ tâm nó đâu có lặng được, phải không? Mà hồ tâm không lặng thì làm sao mọi người mà hiện bóng như trong được, thành ra muốn cho mọi người thấy cái bóng ở trong đó, hiện bóng trong đó thì phải hồ tâm mình lặng, mà hồ tâm mình lặng thì đừng có quậy. Nhớ gì ha, ráng cái đó là cái việc tu thiết thực, nghĩa là tâm mình nó thanh tịnh rồi thì ngoại cảnh tự nhiên nó hiện, Phật Di Đà cũng hiện, cái gì cũng hiện. Cho nên thường thường trong kinh Di Đà hay nói đó, trong tịnh độ người ta nói rằng cái hồ nước trong, mình không có cầu Phật mà đến giúp mình hay gì hết, mà nếu mà tâm mình, cái tâm mình mà được thanh tịnh cũng như cái hồ nước trong, thì tự nhiên là mặt trăng ở trên trời nó tự hiện bóng dưới. Thì khi mà mặt trăng hiện bóng xuống hồ nước trăng đó, mình không có thể nói rằng mặt trăng đi xuống hồ nước, thấy không? Mặt trăng đâu có đi xuống hồ nước, nhưng mà tại vì nước trong thì thấy bóng trăng hiện. Thì cũng như vậy, tâm mình thanh tịnh thì thấy Đức Phật Di Đà hiện. Còn tâm mình thấy cái nó lộn xộn, nó rối loạn hoài thì muốn Phật hiện cũng không bao giờ hiện được hết. Cho nên nghĩa là phải cần mong Phật hiện cho mình thấy, mà chỉ lo tâm mình thanh tịnh thôi. Mà tâm mình thanh tịnh đó là cái gốc của tất cả, cũng như lớn hồ nước trong thì tự nhiên thấy Phật, thấy mặt trăng hiện. Cái đó tâm mình tịnh thì độ tịnh, tâm mình tịnh thì tức là có Phật Di Đà, có Bảo Tây Phương Bảo Đà. Chứ còn tâm không tịnh và muốn có cũng không có được.
Rồi thứ 17, Phật ngôn từ kiến đạo giả, thí như trì cự nhập minh hết công, kỳ minh tức diệt, nhi minh đập đồ, hợp đạo kiến đế, vô minh tức diệt, nhi minh thường tồn kỷ. Bài thứ 17, Phật nói, còn cái người mà ví dụ như là cầm cây đuốc mà đi vào trong cái nhà tối, thì như vậy cái bóng tối đó liền diệt, mà ánh sáng nó còn lại. Người học đạo thấy đế, kiến đế này tức là chỉ cho thấy được chân lý, thì vô minh nó liền diệt, mà minh nó thường còn vậy. Thì cái phần này là chỉ cho là người mà học đạo khi mà đạt được đạo rồi, thì lúc đó mình thấy tường tận được cái lý thật của vũ trụ. Mà khi thấy được cái lý thật đó thì bao nhiêu cái mờ tối gọi là vô minh á, từ lâu nó liền diệt. Chẳng khác nào như cầm đuốc đi vô trong nhà tối vậy, nghĩa là vừa bước tới nhà thì cái bóng tối nó tự nhiên mất, không còn nữa. Thành thử ra cái cốt yếu của người học đạo là làm sao cho thấy được đạo, mà thấy được đạo thì chừng đó mình mới diệt được vô minh, và lúc đó cái sáng suốt trí tuệ nó mới còn mãi mãi, nó không mất. Còn nếu mình học đạo mà không thấy được đạo thì giờ cái học suốt kiếp thì cũng vẫn còn ở trong cái mờ mịt vô minh, chứ không có đi được cái chỗ mà giác ngộ được. Đó là bài thứ 17 và bài thứ 18. Đệ thập bát chương, Phật ngôn ngô pháp, niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, hội giả cạnh nhĩ, mê giả viễn hồ, ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở cơ, sa chi hào ly, thích chi tu du. Bài thứ 18, Phật nói, cái pháp của ta niệm mà không có năng niệm sở niệm, tức là không có cái người hay niệm và cái pháp bị niệm. Hành mà không có cái người hay hành và cái pháp bị hành. Nói mà cũng không thấy có người hay nói, cái pháp bị nói. Tu mà cũng không thấy có người hay tu, cái pháp bị tu. Nếu mà hội được đó thì rất là gần dễ, còn nếu mà mê lòng đó thì nó rất là xa rệ. Lời nói bạc dứt không phải vật mà có thể ràng buộc được, nhưng mà nếu mà sai đó trong trình một mãi mai thì nó mất trong chốc lát. Thì bài này là để nói cái pháp của Phật là cái pháp nó vượt ra ngoài cái dòng năng sở đối đãi. Bởi vì lâu nay mình tu, ví dụ như nó niệm Phật thì tức là mình là người hay niệm, mà danh hiệu Phật là cái bị niệm đó. Như nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là người mình hay niệm, còn cái A Di Đà Phật đó là cái tên của Phật để cho mình niệm đó. Thì như vậy có cái năng, có cái sở, mình thấy mình là người thật niệm, mình thấy Phật là một vị thật để cho mình niệm, thì hai cái đó đều thấy thật hết. Mà nếu thấy thật thì tất nhiên mình còn thật, thì tức là cái ngã nó còn, cái pháp còn thật thì tất nhiên ngã sở cũng còn. Ngã sở tức là cái thuộc về mình đó cũng còn, mà ngã còn, ngã sở còn thì đó là cái gốc sanh tử luân hồi chứ không bao giờ hết. Thì nói cái niệm đó thì tất nhiên tới cái hành cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mỗi khi mà mình tu hành như là sám hối hay là ngồi thiền chẳng hạn, mà luôn luôn chấp thật mình là người sám hối, thì tất nhiên mình thấy mình đó là cái người hay sám hối. Còn những cái bài kinh mà đọc lên trong những lúc sám hối đó, tức là cái pháp đó, cái pháp để mà sám hối, thì hai cái đó, năng và sở, nó rõ ràng.
nếu mà chấp thật như vậy thì tất nhiên không bao giờ đạt được đạo. Rồi nói tới nói năng hay là tu thì cũng vậy hết. Nó tại sao mà không có cái năng cái sở? Bởi vì pháp của Phật dạy là muốn mà đạt được đạo là phải dẹp hết cái ngã chấp, tức là không còn chấp cái ngã mình là thực. Bởi vì như hôm đó tôi nói là khi thấy mình thực tức là vô minh, mà nếu thấy mình thực thì tất nhiên thấy ngoại cảnh thực, thấy cái gì cũng thực hết. Mà nếu mà mang cái vô minh mà để hiểu Phật thì không bao giờ hiểu nổi. Cho nên Phật nói cái pháp của Phật dạy thì niệm mà không thấy cái năng sở, tức là năng niệm sở niệm, còn hành cũng không thấy năng hành sở hành, nói cũng không thấy mình hay nói có pháp bị nói, tu cũng không thấy có mình hay tu và pháp bị tu. Như vậy là nếu mà người mà hội được, hiểu được như vậy thì rất gần với đạo. Còn trái lại, người không hiểu được cái đó thì rất là xa với đạo. Cho nên đa số người tu Phật thì cứ dùng cái công phu, ví dụ như lại Phật, lại tới một dạng Phật thì cho đó là lại nhiều. Còn tu mà nếu mà bỏ cơm bỏ nước ngồi cả ngày này qua ngày nọ thì gọi là tu nhiều. Chứ mà không hiểu rằng nếu mà mình tu như vậy, mình lại như vậy mà cái ngã và ngã sở mình không bỏ được thì giờ cho hành bao nhiêu cũng chưa có thể hiểu đạo. Còn cái hiểu đạo là phải nhận, phải đạt được cái lý cao siêu của Phật dạy đó, rồi trong khi đó mình áp dụng mình tu. Nghĩa là coi như mà mình không tu mà tu, coi như mình không hành mà hành, thì cái đó nó mới thật là tu. Còn chỉ cố chấp trên hình thức thì cái tu đó thì chỉ có công phu, chứ còn cái hiểu đạo thì không thể hiểu nổi. Vì vậy mà Phật nói người hội thì gần, mà người không có hội được tức là lầm mê đó thì rất là xa. Ở đây Phật nói rằng những cái lời nói đều đặc nhất, bởi vì tới cái chỗ đó không thể dùng lời nói mà bàn tán được. À, tại sao? Bởi vì những cái lời nói của mình thì từ cái ý niệm khởi lên, khởi nghĩ rồi mới phát ra lời nói. Mà ý niệm khởi nghĩ đó là vọng rồi, thì cái lời nói cũng là cái vọng. Mà cái vọng thì không thế nào mà hội được cái chân. Mà pháp của Phật là chỉ cho pháp chân như, không sanh không diệt. Mà bây giờ mình lấy cái vọng để mà bàn ở trên thì không nào khi nào bàn tới. Cho nên Phật cứ nói rằng cái ngôn ngữ đều bậc nhất. Cái chỗ đó đó là chỉ có người nhận tới, đạt tới thì mới thấy. Chứ còn dùng lời nói mà bàn thì bàn không hết được. Không phải nó thuộc về cái hình thức vật chất. Cho nên ở đây nói rằng không phải nó câu hệ ở nơi cái hình thức vật chất. Mà người hiểu tức là ngay nơi đó mà hiểu. Còn nếu không hiểu tức là mình hiểu sai đi một chút thì nó đã mất cái đạo đó rồi. Cho nên nói rằng sai chi hào ly, tức là sai chi một chút một mái thì thất chi tu vô, thì trong chớp mắt đã mất cái đạo đó rồi. Cho nên là người tu cần phải hiểu, thật hiểu. Nghe khi mà hiểu đó thì thấy rằng cái gốc của sự tu hành thì cái ngã chấp và cái pháp chấp, hai cái nó phải sạch. Mà hai cái đó sạch rồi thì tu pháp nào cũng là ngộ hết. Còn nếu hai cái đó mà còn thì giờ tu pháp nào rồi cũng biến thành cái của cái ngã và cái ngã sở thôi, chứ không có cái nào đạt được đạo. Đó là cái bài nói về đệ thập cửu chương Phật ngôn quán thiên địa niệm phi thường, quán thế giới niệm phi thường, quán linh giác tức bồ đề, như thị tri thức đắc đạo thật hỷ. Bài thứ 19 Phật nói mình phải quán chiếu trời đất, nghĩ biết rằng là vô thường. Chữ phi thường đây tức là nó không có thường còn, chẳng phải thường còn. Quán thế giới niệm phi thường tức là mình phải xét cái thế giới này, mình biết nó là không có thường còn. Quán linh giác tức bồ đề, mình phải quán cái tính mà sáng suốt linh tri của mình đó, tức là cái tánh giác và tánh bồ đề. Cái hiểu biết được mà như thế đó thì được đạo rất là mau rồi. Người mà hiểu biết được như vậy thì ngộ đạo rất là mau. Tại sao?
Thì đây trước hết mình quán trời đất, tức là phòng tất cả những cái gì có hình, có tướng ở trong cái vũ trụ này thì đều bị cái lực vô thường nó chi phối hết. Nghĩa là không có cái gì có hình tướng mà không bị vô thường. Thì như vậy, thì quán từ cả trời, cả đất cho tới toàn thế giới này, đâu đâu cái gì hình thức cũng là vô thường. Và như vậy thì tất nhiên tất cả cái gì có tướng đều là vô thường hết. Mà vô thường hết thì mình đối với sự vật, đối với ngoại cảnh, đối với thân này, mình đều không có tham trước, tức là không có đắm mến, không có mê sai. Ví dụ nhìn lại thân người, mình thấy thân người sớm còn tối mất, nhìn ra sự vật, nhà cửa, đất điền chẳng hạn, mình thấy cũng nay còn của người này, mai đổi người kia, hay là mai mới còn ở nhà đó, mai mốt mới cháy tan quan. Thì như vậy, sự vật ở giữa này không có cái gì mà còn mãi mãi. Mà đã không còn mãi mãi thì hỏi sự tham đắm để làm gì? Cho nên mình không có đắm mê theo ngũ dục, và mình cũng không có say sưa cố chấp cái thân này. Mà nếu được như vậy đó thì mình thấy rằng đối với ngũ dục mình không đắm, đối với thân mình không chấp, thì tất nhiên mình đã thoát ngoài cái phiền não rồi. Còn bây giờ quán linh giác tức bồ đề, tức là mình xét lại cái tánh linh tri của mình, nơi tâm mình đó, mình biết về cái phần linh tri đó là bồ đề. Thì như vậy bồ đề tức là không sanh không diệt. Thì như vậy mình không có chạy theo ngoại cảnh, mà mình chỉ hướng về nội tâm. Khi hướng về nội tâm mình biết cái nào trên, cái nào là cộng, thì mình cứ sống mãi cái trên đó, thì tức là mình gần với đạo. Như thế thì nếu mà người được hiểu biết như vậy đó thì rất là mau đắc đạo ạ. Còn nếu mà mình thấy sự vật ở ngoài thiệt thường còn, thì tất nhiên cái tâm mà nhiễm theo thế gian không bao giờ hết được. Cho nên ở đây bảo rằng mình muốn mau được đạo thì trước hết mình phải thấy tất cả sự vật, từ con người cho tới sự vật, từ dưới đất cho tới trên trời đều là vô thường hết, không cái gì mà bền còn. Chỉ có cái tánh linh tri của mình á, thì cái đó mới tức là bồ đề, cái đó mới là cái không sanh không diệt. Thành ra mình phải hướng về cái đó, thì như vậy đó tức là mình mau được đạo. Còn nếu mình chấp ở ngoài có cái gì thiệt lâu dài bền chắc, thì đó là mình không thể nào thấy được đạo. Thì tới bài thứ 20, đệ nhị thập chương Phật ngôn, đương niệm thân trung tứ đại các tự hữu danh, đô vô ngã giả, ngã ký đô vô, kỳ như quyển nhĩ. Bài thứ 20 Phật nói mình phải nghĩ nhớ rằng căn thân của mình nó do bốn thứ là gọi là tứ đại, là bốn thứ lớn, mỗi cái tự có cái tên mà trọn, không có cái ngã, tức là không có cái ta thành. Cái ngã đã là không á, thì bây giờ nói là ta đó, nó chỉ là như là quyển, như quá, có gì thiệt. Thì đó nghĩa là phải thật dạ, mình phải luôn luôn mình quán lại trong cái thân của mình đây là do bốn phần đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Như vậy phân tích ra phần đất cũng như là những cái cứng ở trong con người mình, tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, thì đó thuộc về chất cứng, mà cứng nó thuộc về đất. Rồi phần nước tức là những nước mắt, nước mũi, nước miếng, đàm giải, nước tiểu, máu, mồ hôi vân vân, thì đó là nước. Rồi lửa là hơi ấm, tức là nhiệt độ trong người đó, gọi là lửa. Thì gió tức là hơi thở ra vô, đó là gió. Thì mình khép kỹ trong thân mình là bốn thứ đó. Bây giờ phân rời ra, đất để riêng phần đất, nước để riêng phần nước, gió để riêng phần gió, lửa để riêng phần lửa, thì trường cái ta hay có không? Nếu là trong thân của mình mà giặt ra cái nào là cứng thuộc về đất, cái nào ướt thuộc về nước, cái nào mà nặng thuộc về gió, cái nào hơi ấm thuộc về lửa, thì họ trường bốn cái đó đứng rồi, mỗi cái mỗi phần tìm cái ngã thực mình có hay không. Mà như vậy cái ngã thực mình đã không có do bốn cái đó nó hợp lại, thì tất nhiên cái ngã mà hàng ngày mình tự xưng là ta đó, thì cái đó nó có như quyển như quá, chứ có gì đâu thiệt, vì do duyên hợp
mà tạm có, từ duyên ly tán thì nó là không, nó không có gì thiệt hết. Cho nên xét cho kỹ như vậy rồi thì tự nhiên trong tâm mình nó mới không có bị cái nhiễm trước về cái ngã. Chứ nếu mà không có xét như vậy thì cứ tin rằng mình là thiệt rồi đi tìm kiếm thô góp về để mình thụ hưởng, do đó mà tạo tội không biết bao nhiêu, rồi cứ lăn lộn ở trong cái đường sinh tử mãi mãi. Vì vậy cho nên cái gốc sinh tử là do cái chấp ngã mà ra. Còn bây giờ mình xét lại, quán chiếu lại, thấy thanh không thiệt do bốn đại hợp thành, đó là mình phá cái ngã chấp. Và khi phá ngã chấp rồi thì tất nhiên dòng sinh tử cũng theo đó mà được hết. Đó là cái bài thứ 20. Bài thứ 21: đệ nhị thập nhất chương Phật ngôn, nhân trì tình dục cầu ư sinh danh. Sinh danh hiển kiếp thanh dĩ cố hỷ, tham thế thường danh như bất học đạo, tưởng công lao hình thí như thiêu hương. Tuy nhân văn hương tôn chi tận hỷ, nguy thân chi quả nhi tại kỳ hậu. Bài kinh này là bài kinh 21, Phật dạy rằng người do theo cái tình dục, tức là cái lòng ham muốn của mình đó, mà cầu cái danh tiếng. Mà cái danh tiếng mà khi mà được rồi á, thì cái thân của mình á, nó đã già rồi vậy. Người tham cái danh tiếng ở thế gian mà không chịu học đạo thì ổn con nhập sức. Ví dụ cũng như là mình đốt cái hương, tuy người ta nghe được mùi thơm nhưng mà cái hương của mình nó đã tàn vậy. Cái thanh nguy hiểm này, cái lửa mà nó đốt cái thanh nguy hiểm này, nó ở kế cạnh bên mình vậy, tức là ở tại như tại kỳ hậu, tức là nó ở kế cạnh bên mình vậy. Thì đó là bài kinh này Phật nói rằng người thế gian ham mê cái danh lợi, mà khi ham mê cái danh lợi đó họ muốn làm sao cho được cái danh cái lợi, mà khi được cái danh mà được cái thiên hạ khen ngợi, à, ông đó được cái chức phận cao, hay là ông đó được cái tiếng tăm tốt chẳng hạn, thì dòm lại cái thanh người đó đã già cằn rồi. Thì như vậy đó, mình thấy rằng chạy theo cái danh ở thế gian mà không chịu học đạo thì chỉ là đem bao nhiêu công phu mình nhọc nhằn lao tổn sức lực mà rất là không có ích. Đây Đức Phật mới dùng là thí dụ như bây giờ trong nhà mình đốt cái hương thơm, khi mình thắp cái hương thơm mà những người xung quanh nghe, người thơm khen, chà cái nhang thơm quá, cái hương thơm quá, thì khi họ người khen cái nhang thơm á, thì giờ là cái nhang mình nó còn nguyên không, tức nó tàn từ từ cũng như vậy. Rồi khi ở ngoài thế gian mà làm, thí dụ như mà ráng mà chạy chọn được thế nào đó mà làm được một ông thủ tướng hay là ông tổng thống thì như vậy đó, thì tất nhiên bà con láng giềng họ khen, chà con ông đó chức phận cao thiệt là giỏi quá. Nhưng mà đâu mà khi mà làm được cái đó thì dòm lại đầu họ cũng gần muốn bạc rồi, phải không? Nhưng mà chắc gì cái đó nó còn, còn nay mai nó mất đó. Chứ còn cái tu hành á, thì cái đó nó là cái thật. Nếu là mình đem cái sức của mình vào việc tu hành thì tức là mình đem cái vô thường để mà đổi lấy cái thường. Còn mình đem cái thân mình để mà cầu cái danh vọng thì đó, danh vọng là cái hư giả. Mình đem cái thân này để mà cầu cái hư giả đó thì tất nhiên suốt đời chỉ là uổng công vô ích thôi, không có được cái gì mà lâu dài. Cho nên Phật mới nói rằng khi mà cái thân của mình mà được danh, được tiếng tâm tốt đó, thì dòm lại thì thấy cái chết nó đã tới bên cạnh rồi, nên nó kề kích bên mình. Cho nên người mà hiểu đạo lý rồi thì thấy chạy theo danh vọng ở thế gian chỉ là một cái gì nó khổ công, nhưng mà rốt cuộc rồi không có cái kết quả gì cho mình. Còn biết đạo lý để mà tu tăng
tu thanh thì cái đó mới là cái thiết thực. Chứ còn bao nhiêu người giả sử như là nó tới ông tổng thống, người tới chừng mà ngã ra chết rồi thì cũng thôi chứ có gì đâu, nhưng mà cái nghiệp ác họ tạo không biết bao nhiêu, rồi từ đó về sau phải chịu trầm luân khổ sở. Còn người tu của mình thì đối với cái danh nó không có gì, nhưng mà khi mình nhắm mắt rồi cái nghiệp nó không có lôi cuốn mình được, thì cái đó mới là cái tự do tự tại. Cho nên hai cái nó khác xa. Nên người học đạo mà cứ nhớ người chạy theo danh lợi cũng như đốt cái hương thơm, cứ nhớ ngày bao nhiêu đó. Nghĩa là khi mà người ta ở ngoài đã khen hương thơm quá thì mình dòm vào cái hương mình nó sắp tàn, thì đó là cái thiết thực nhất. Đó là nói về cái danh lợi thế gian. Dịch tới bài thứ 52. Đệ nhị thập nhị chương Phật ngôn, tài sắc tự nhân, nhân chi tất cả, thí như đao nhẫn, hữu mạch, bất túc nhất sang chi mỹ, tiểu nhi, điền chi, tác hữu, các thiệt chi hoạn. Bài thứ 22, Phật nói, cái người mà đối với tài sắc, người ta không có bao giờ mà chịu bỏ, tức là nhân chi tất cả, tức là người ta không bao giờ chịu bỏ. Thí như cái dao mà dính nó một chút mặt à, chút đường, nó không đủ một bữa ăn ngon, mà đứa con nít á, nó thèm, nó tiếc, nó le lưỡi nó liếm. Thì khi nó le lưỡi nó liếm, ác là có cái tai họa là đứt lưỡi. Nhưng mà kinh này thí dụ cũng hay. Phật nói là người ta đối với cái tài, tức là của tiền, sắc, tức là những sắc đẹp, người ta không bao giờ mà biết bỏ. Nghĩa là giả sử tiền của làm được bao nhiêu thì cứ muốn thêm hoài, để không bao giờ mình muốn hết. Cũng vậy, đối với sắc đẹp thì bao giờ ta cũng chạy theo mãi, chứ không bao giờ muốn thôi. Thì những cái mà tài và sắc đó thì tự thần các phụ hưởng của nó có bền, có lâu dài không? Thì Phật cho đó là tài hay sắc cũng đều là những cái vô thường. Và đối với cái vô thường mà ta đánh đến nó thì chẳng khác nào cũng như cái dao mà nó dính chút đường. Mà dính cái chút đường trong dao thì hỏi cái chút đường đâu có đủ thành một bữa cơm, một bữa ăn ngon. Vậy mà mấy đứa nít nó thấy cái nó không nở bỏ hết, nó cứ nó le lưỡi nó liếm. Mà nếu là nó liếm vì một chút đường ở trên lưỡi dao thì tất nhiên cái lưỡi nó mà nó liếm đường đó thì tất nhiên nó phải đứt lưỡi. Thì như vậy đó, Phật ví dụ này thấy người thế gian nó si mê cũng như mấy đứa nít nó tham chút đường mà nó không nghĩ tới cái quả đứt lưỡi. Phải không? Người thế gian tham mê một chút tài sắc mà họ không nghĩ cái quả trầm luân. Thì giờ hãy chết một chút đường á, nó ngon gì bao nhiêu, đủ từng sống 50 ngày không? Nhưng mà rồi thì nghĩa là chỉ ham chút đường thôi mà làm cho bị cái nạn đứt lưỡi, mà cái đứt lưỡi nó đau khổ bao lâu. Thì cũng như vậy, cái tài sắc ở thế gian này nó chỉ tạm có trong thời gian không có bao lâu, mà rồi người ta đem hết thân mạng mình để mà phục vụ cho nó. Vì vậy mà rồi cứ tạo nghiệp mà chìm trong sanh tử, mà chìm trong sanh tử thì cái đọa trong dòng luân hồi nó cái khổ không biết bao nhiêu một tuần nữa. Thành ra cái vui có một chút mà cái khổ nó không biết bao xa, cũng như cái ngon có một chút ở đầu lưỡi mà cái quả đứt lưỡi, mà cái tai họa rất là nặng nề. Cho nên người mà biết đạo lý rồi thì thấy tài sắc ở thế gian thì coi cũng như ngọn miếng đường dính lưỡi dao à. Người ta sợ đứt lưỡi, không ai bao giờ dám liếm. Còn nếu người liếm đó thì là cuồng mê. Đệ nhị thập tam chương Phật ngôn, nhân hệ ư thê tử, tá tạch thận ư lao ngục, lao ngục hữu phóng thích.
sáng thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm, tình ái tư sắc, khởi tạng khu khu, khu trì, tuy hữu hổ khẩu chi quả, tâm tồn cam phục, đầu nghe tự nịnh, cố viết hợp vô, thấu đắc sử môn, thích tầng la hán. Bài thứ 23, Phật nói, người bị ràng buộc nơi vợ con, nhà cửa, rất là bền chắc, cũng như là cái ngục tù. Cái ngục tù á, mà còn có cái ngày mà thả mình ra, chứ còn vợ con không có cái phút nào mà lìa được. Thì người nam thì là vợ con, cái là người nữ thì cũng là chồng con. Tình ái đối với sắc, tức là người mà đối với cái sắc dục tâm ham liếc nặng á, khởi đạn khu trì, tức là cứ mà cam chịu dân rủi theo đó. Tuy dù cho đó cái tai họa vào trong miệng cọ đi nữa, mà tâm họ cũng cam chịu, họ cũng cam tâm mà chịu. Cho nên nói rằng người mà gieo mình tự dìm xuống như cái chỗ chìm đắm á, thì gọi đó là phàm phu. Còn người mà vừa khỏi cửa này đó, là vừa qua khỏi được cửa này thì gọi là gì? A-la-hán, thức trần. Thì đó, cửa này là cửa gì? Tức là cái cửa mà của gia đình ràng buộc đó. Thì nói là những người mà bị ràng buộc ở trong cái dòng gia đình, vợ con chẳng khác nào như ở trong tù ngục. Bởi vì tù ngục có khi nó kêu án 5 năm, nó kêu án 10 năm. Nhưng mà mãn 5 năm thì người ta được thả, được trả tự do. Còn nếu mà có gia đình con kiến lục đùm lại đề rồi thì không biết năm nào, có khi tới năm 60 tuổi mà cũng trả không được nữa. Thì như vậy đó, nó còn nặng hơn là cái tù ngục nữa. Người chẳng những như nói là những người mà ở trong cái hoàn cảnh đắm mê sắc dục này kia đó, thì lúc đó dù cho họ phải đem mình tới cái chỗ hang cọp, tức là những chỗ nguy hiểm thế mấy, họ cũng cam tâm họ chịu, chứ họ không sợ. Cho nên Phật nói rằng người như vậy đó chẳng khác nào như mà chìm mình xuống cái chỗ bùn lầy. Mà nếu người mà chìm mình xuống cái chỗ bùn lầy thì đó gọi là hàng phàm phu. Còn nếu mà người này mà chưa khỏi cái đó đó, thế gọi là gì? A-la-hán, đã chưa khỏi cái trần cảnh rồi, tức là cái bụi trần rồi. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái người tu theo ở trong đây dạy, thì tất nhiên đối với cái sắc mình phải thận trọng, nghĩa là khi mắc kẹt ở trong cái dòng đó rồi thì tất nhiên là nó bị giam ở trong cái tù ngục. Mà giam ở trong đó rồi thì bao nhiêu cái nguy hiểm, cái tai họa nó dồn dập tới. Cho nên mình thoát được cái đó cũng tạm gọi là chỉ là hát chút cần đó. Giờ tới cái bài thứ 24, đệ nhị thập tứ chương, Phật ngôn ái dục mạc thập tư sắc, sắc chi vi dục kỳ đại vô ngoại, lại hữu nhất khỉ nhược sử nhị đằng, phổ thiên chi nhân vô năng vi đạo giả hỷ. Nên bài này, bài thứ 24 này, Phật nói cái ái dục mà đối với cửa không có gì mà nặng bằng cái sắc dục ở trong ngũ dục đó. Như nói là tài sắc danh thực thì đó, năm cái tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Trong năm cái đó mà duy có cái sắc dục là nặng hơn hết, người rất nặng. Cái nặng của sắc dục nó lớn không có cái gì hơn, nó nặng không có gì hơn, mà cũng may chỉ có một đó thôi. Chứ nếu mà có hai cái là bằng cái sắc dục, tức là trong năm cái dục đó mà có cái thứ hai bằng cái sắc dục thì khắp cả thiên địa không có ai tu được hết. Chỉ có một cái đó thôi, thành thử ra người ta còn cái gì tu được, cái dục có nổi. Chứ nếu có một cái thứ hai là bằng cái sắc dục thì
thì chắc không ai tu được hết. Bởi vì tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ nói về như cái phần tài, cái đồng tiền của, thì tiền của người ta cũng nói là quyết mà, nhưng mà sự thật nó là cái bên ngoài, nó là cái mà không phải do cái nghiệp con người mà ra. Còn như cái con người về sắc dục thì nó do cái nghiệp. Thì ví dụ như tất cả loài sinh lý trong cái vũ trụ này thì ta thấy loài nào sinh ra thì cũng do cái dục mà có, mà đã do cái dục mà có, cho nên cái đó nó là sẵn ở trong con người, nó đã sẵn như vậy. Mà bây giờ nếu mà mình muốn vượt qua nó khó khăn, cho nên Phật nói nó rất là nặng. Còn những cái kia nó nhẹ, mà cũng may trong năm cái dục mà có mình nói nặng nhất. Chứ còn nếu có cái thứ hai là bằng nó thì chắc là không ai tu được hết rồi. Thì đó là để thấy rằng cái sắc dục là nặng, mình phải dè dặt, mình có bị đánh mến ở trong đó. Đệ nhị thập ngũ chương Phật ngôn: ái dục chi nhân, du như chất kệ nghịch phong chi hành, bất khổ thiêu thủ chi hoạn. Bài thứ 25, Phật nói người mà ôm ấp cái ái dục đó cũng như là cầm cái đuốc mà đi ngược gió, mà đưa ngược gió, ác là có cái quả bị trái tay vậy. Cũng như mấy cô nhớ cầm cái đuốc mà đưa ngược gió vậy, thì gió nó tạt lại thế nào mình cũng bị trái tay. Thì người mà ôm cái lòng ái dục nặng đó thì thế nào cũng bị tai họa tập luân khổ sở, không thế nào thoát khỏi hết. Lấy cái bài thí dụ này hay, cái là nhớ cầm cái đuốc đưa ngược gió thì thế nào cũng trái tay. Nhớ là người có ái dục thì cũng vậy, thế nào cũng thoát họa. Đệ nhị thập lục chương: thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật, Phật dục hoại, Phật ý, Phật ngôn, cách mang chú quế ở chúng quế nhĩ lai hà vi khứ ngô bất dụng. Thiên thần du cảnh nhân vấn đạo ý, Phật vị giải thuyết tức đắc tu đạo hoàn quả. Bài thứ 56, Phật thiên thần đem ngọc nữ danh cho Phật là muốn phá hoại cái ý của Phật, tức là làm cho Phật bị cái đó mà rồi phải thối tâm không tu nữa. Phật mới bảo cái tải gia chứa các cái hồi thúi đó người đem đến làm gì? Đi, ta không có dùng nè. Nghĩa là để một người ngọc nữ đẹp đã tới dâng cho Phật. Phật có nói rằng cái tải gia chứa nhiều thứ hồi thúi đó người đem lại làm gì? Đi, ta không có dùng nè. Nhờ anh đó thiên thần mới càng thêm cung kính, mới hỏi đạo với Phật. Phật gì nói, giảng nói cho ông, thì ông liền chứng được quả tu đạo hoàng. Thì bây giờ thế gian mà nếu được con mắt như Phật á, thì chắc không có ai mà bị khổ sở, phải không? Cứ dòm thấy dầu cho đẹp tới mấy đi nữa cũng biết là trong nó chứa nhiều thứ đồ dơ, phải không? Máu cũng dơ, mũ cũng dơ, mồ hôi cũng dơ, rồi tiểu đại cái gì cũng dơ. Thì như vậy đó là một cái đải chứa đồ hôi thối, phải không? Mà nếu thấy vậy thì ai mà đem dầu cho có son có phấn gì mấy đem tới thì mình cũng thấy đó là một cái đải chứa đựng đồ hôi đồ thối mà người ta sơn đẹp thôi, phải không? Bây giờ cái sơn cái gì thì rất là thầy cũng biết đó là đải da hôi thối. Mà biết như vậy thì tất nhiên không ai còn bị nhiễm thì sắc dục hết. Còn tại vì thế gian không biết tu, cho nên nghĩa là cứ nhìn cái dáng bên ngoài mà không thấy tường tận ở trong. Một phần thì Phật thấy hoàn toàn là tất cả con người đều là một cái đá da bên ngoài, một mớ da nó bao bọc thôi, và ở trong chứa toàn đồ dơ dớt. Mà đồ dơ dớt đó nếu mình thấy thịt nó rồi thì tất nhiên không còn gì mà đánh bớt nữa. Đệ nhị thập thất chương Phật ngôn: phù vi đạo giả, du học tại thủy, tầm lưu di hành, bất chúc lỡ ngại, bất vi nhân thủ, bất vi quỷ thành sở giá, bất vi hồi lưu sở trụ, diệt bất hủ bại, ngô bảo thử mộc, quyết định nhập hải, học đạo chi nhân, bất vi tình dục sở hoạt, bất vi chúng bà sở nhiễu, tinh tấn vô vi, ngô bảo thử nhân, bất đắc đạo hỷ.
Bài thứ 57, Phật nói, phàm là người học đạo á, ví dụ cũng như là cái cây mà thả trôi ở dưới dòng sông, nó theo giữa dòng mà trôi á, chứ còn không có bất động bờ bên này, bờ bên kia, thì nó cũng không có bị người ta vớt lên, nó cũng không bị quỷ thần ngăn cản, nó cũng không có bị nước khoáy, tức là nước lạnh á, nó làm ngưng lại, nó cũng không có bị mà mục nát để mà chìm giữa chừng. Thì ta bảo cái cây này quyết định trôi đến biển, nếu cây mà từ trên dòng sông trên mà nó thả xuống mà nó không bị đụng bé này, nó cũng tắt đầu kia, và nó cũng không bị ai giới, nó cũng không bị mục mà chìm, và nó cũng không có bị cái gì ngăn cản hết, thì nhất định bảo đảm cây nó trôi tới biển. Người học đạo cũng vậy, học đạo sao không bị tình dục nó làm mê hoặc đó. Người học đạo mà không bị tình dục làm mê hoặc là một, rồi không bị các cái tà nó làm nhiễu loạn, tức là những cái tà thuyết đó, những cái tà thuyết đại tà nó làm cho mình rối tâm, mình mất cái chánh tính á, thì đó là cái thứ hai là tinh tấn vô vi. Tinh tấn vô vi tức là mình mãi mãi tiến tới trên con đường giải thoát. Vô vi ở đây nghĩa là giải thoát, là tiến mãi trên con đường giải thoát, chứ không có gì hình tướng, không có gì những cái chất về cái hình thức bên ngoài, mà chỉ vì cái thực giải thoát mà thôi. Thì người mà được như vậy đó, thì Phật nói cái người này quyết định sẽ được đạo sớm muộn, chứ không có gì. Thì như vậy đó, người tu ở đây thì Phật ví dụ cho rõ, đó là khi nào mà nhìn thấy cái cây mà nó trôi từ ở trên dòng sông mà trôi mãi mãi xuống, thì nếu cây đó không tắt vô bờ, không bị người ta giới, không có một giữa chừng, thì chắc chắn lâu ngày nó sẽ tới biển. Mình tu cũng vậy, mình cũng không bị ái dục nó làm lôi cuốn mình, không bị những tà thuyết làm ngăn trở mình, mà mình cứ thẳng một đường giải thoát mình tu hoài, thì quyết định người này sớm muộn gì cũng chứng đạo. Thì đó, sự tu hành nó giống như vậy đó. Đệ nhị thập bát chương, Phật ngôn, thành vật tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, thành vật giữ sắc hội, sắc hội tức hòa sanh, các a la hán dĩ, nải khả tính nhữ ý. Bài kinh thứ 28, Phật nói rằng, già vật chớ có tin ý của ông, chớ tin ý của ông là ý của ngươi, chỉ ý của ngươi không có thể tin được. Già vật chớ cùng có người thì đạp, tức là người mà như người nam thì gọi là người nữ, nữ sắc, người nữ thì gọi là nam sắc, thì chỉ chớ có gần gũi. Nếu mà gần gũi thì cái quả sẽ sanh. Đến mặt chừng nào mà chứng được A La Hán rồi á, thì chừng đó nó tin được cái tâm của mình. Thì cái điều này tại sao Phật nói như vậy? Phật nói là già dặn chứ tin tâm mình, để chứ giờ tin tâm ai vậy? Bởi vì cái ý của mình á, mới bây giờ ví dụ như có khi mấy cô đương hứa là bụng nằm, nó là nhất định bây giờ giả sử ai có rầy có nói tức tối gì mình, mình cũng nhìn hết á, hứa nằm trong bụng vậy, nhưng mà ra phải tìm cái chặt tích cái gì cũng được. Thì như vậy đó, thì cái ý của mình tin được chưa? Mình nói hồi nãy mình ngầm tính như hồi nãy thì bây giờ nó lại khác. Còn đó là đối với cái sanh, bây giờ đối với sắc cũng vậy. Ví dụ như bây giờ lúc bình thường mình nói đối sắc dục mình không bao giờ nhiễm, nhưng mà biết đâu gặp người mà nào hồ đạ họ đứng mà nói chuyện mình hồi cái mình nghe nào cũng hay. Cho nên cái đó nó là tin cái tin mình, chừng nào mà chứng được A La Hán tức là mình sạch hết bao nhiêu phiền não trong tâm mình rồi, thì lúc đó mình mới tin. Chứ còn nếu mình còn mà là mình tin mình, nó nhiều khi mình lầm. Cho nên ở đây là cái tình cái tin trong mình là vậy. Chứ mà sự thật không phải là nói cái chân tâm mình không tin thì cái đó không phải. Đây là định nó nói tình cái tin, cái ý mà mình tính toán hàng ngày đó, cái đó nó chưa có thiệt. Thì ngày chứng A La Hán rồi cái đó mới là nó thiệt. Đệ nhị thập cửu chương, Phật ngôn, thành vật thị nữ sắc, vật mạc cộng ngôn ngữ, nghiệp dữ nữ giả, chánh tâm tư niệm, ngã vi sa môn, sự ư tập thế, đương như liên quan, bất vi nghe hô.
ổng kỳ lão giả như mẫu, trưởng giả như tỷ, hiếu giả như muội, chỉ giả tức là tỷ, chỉ giả như tử, sanh độ phát tâm tức diệt ác niệm. Phật dạy là thứ 59, Phật dạy rằng già dặt chớ có xem nữ sắc, thì ngược lại bên người nữ thì nam sắc cũng chớ có cùng nói chuyện. Nếu mà cùng nói chuyện đó là trường hợp thứ nhất, bây giờ nếu mà mình không thể không nói chuyện được thì nếu cùng nói chuyện thì phải sao, thì phải chánh tâm mà nghĩ nhớ thế này, ta là cái người tu ở trong cái cõi đời ô trượt này mà phải như là cái hoa sen vậy, không có bị nhơ nhiễm mùi bùn. Mình tưởng rằng những người già, tức là ví dụ như người nam mà đó đối người nữ thì thấy người lớn tuổi mình coi như là mẹ, còn người nữ mà đối người nam thấy người lớn tuổi thì coi như người cha. Lớn hơn mình một chút đó, thì người nam thấy người nữ lớn hơn thì coi là chị, còn người nữ thấy người nam lớn hơn thì coi như anh ruột ở trong nhà. Còn người nhỏ hơn mình á, thì coi như người nam thì coi như là em gái của mình, còn người nữ thì coi như là em trai trong nhà mình. Còn như những đứa bé thì coi như là con của mình, cháu của mình đó. Thì luôn luôn mình phát cái tâm làm sao độ họ được giải thoát, thì đó được như vậy á, tức là mình diệt được cái niệm xấu rồi. Luôn luôn là đối với mọi người, nếu mình tránh trường hợp khác nói thì mình tránh, mà nếu không tránh được buộc phải nói tại đành gửi, thì luôn luôn mình phải nhớ rõ vậy đó. Người lớn là cha mẹ, coi như là cha mẹ. Người mà lớn hơn chút ít thì coi như là đàn chị hoặc là đàn anh của mình. Còn nhỏ là mình coi như là em út của mình. Còn nhỏ nữa là coi như con cháu. Nên là luôn luôn mình nghĩ rằng mình phải làm sao mà độ họ cho họ được giải thoát, thì tất nhiên cái tâm niệm xấu của mình tự nó hết. Và mình nhớ ở trong bụng mình lúc nào cũng mình là cái người tu ở trong cõi đời ô trượt, mà mình không có nhiễm, cũng như hoa sen ở giữa cái dục bùn mà không bao giờ nhiễm bùn. Như vậy đó, cái sự tu hành mình mới được thanh tịnh. Để học, để tam học dương, Phật ngôn phù vi đạo giả như bị càng quả, quả lai tu tị đạo nhân kiến dịch bất đương chuyển chi. Bà thứ ba ơi, Phật nói rằng Tàn là người học đạo á, thì như là cái người mà đội cái bó, cái bó cỏ khô, như người đội bó của cỏ khô, họ thấy lửa chỗ nào là họ tránh xa, họ không dám lại gần. Người học đạo á, thấy dục, tức là thấy ngũ dục ở thế gian, chắc phải xa lìa đó, cũng như là đội cỏ khô mà sợ lửa vậy đó. Thì như vậy tức là không nhiễm dục. Bây giờ mấy cô tưởng tượng, ví dụ người đội bó rơm mà thấy nó cầm cái đuốc mình chết đi gần không? Nếu mà gần nữa thì tức ché đầu, ché rơm thì ché cả đầu, phải không? Đó, thì cũng như vậy. Mình tu hành là đối với ngũ dục là cái mình biết nó là nhơ nhớp, mình phải luôn luôn tránh xa nó, đừng gần nó, gần nó thì tất nhiên mình bị lên lắm. Những cái bài ví dụ đó hay đó, nhớ cái ví dụ tức là hiểu cả bài kinh.